Là các bạn nhìn này, hôm nay thì chúng ta sẽ học về bài chữ nhá. Nhưng mà trước khi vào chữ thì chúng ta sẽ phải đi một vòng và có sự cảm nhận và cũng phải rút ra một số cái kinh nghiệm để chúng ta làm chữ cho nó tốt hơn. Đây là một số cái mẫu mà thầy đã sưu tầm cũng khá là lâu rồi, nhưng mà chúng ta sẽ bật lên cho các bạn xem. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là một loại chữ mà khiến mà chúng ta hay đi chụp tự sướng. Em biết cái chụp tự sướng không? Sau đó đặt một cái chữ vào. Đặt một chữ vào. Khi bạn chụp ngoài thiên nhiên các bạn sẽ dính à. Để muốn làm ra cái biểu tượng này thì thường thường người ta sẽ đi qua hai phong cách. Các bạn sẽ thấy rằng là đây là một phong cách chữ nét mảnh. Nhìn thấy chữ nét mảnh không? Và phần thứ hai là chúng ta chọn một phông chữ thứ hai là chữ viết tay. Theo dạng chữ viết tay, nhìn thấy chưa? Và để muốn làm ra những cái ngẫu hứng như này, các bạn có thể áp dụng cho cưới. Ví dụ như là chụp ảnh cưới nhá, mà dắt nhau đi trên một đồng cỏ thì mênh mông bao la gì đó, thì các bạn có thể chọn những phong cách chữ như này được. Và đây cũng là một phong cách. Được chưa? Tất nhiên là khi bọn em thi thì có một cái phong cách chữ như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta cho được quyền cài phông chữ vào thì ok, còn nếu không cho cài thì bạn phải chọn phông tương tự thôi. Chứ không lúc đấy phải đi cố gắng tìm làm gì cả. Nào. Cấp độ số 2 thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là ở đây cũng chỉ là một cái cách. Các bạn có nhìn thấy ở đây nó sẽ có về cái phong cách thiết kế và nó gọi là biến đổi hình dạng về về cái chữ cái hình thôi. Bản chất tất cả cái hình của chúng ta đều xuất phát từ hình vuông. Nha, đây là tôi cũng nói luôn về hình cho các bạn. Hình vuông có thể biến thành hình những cái hình như sau. Đây là những cái hình này. Hình tròn cũng được gọi là hình vuông. Chẳng qua hình vuông mà chúng ta chặt các góc đi thì trở thành hình tròn thôi nha. Tiếp theo, và các bạn lưu ý cho tôi là khi mà chúng ta thiết kế về một cái bìa của catalog hoặc là một cái giới thiệu về công ty thì các bạn nhớ là phải đi theo hệ thống tông màu. Tông màu đấy có thể đẹp, có thể xấu, thậm chí là có thể không ấn tượng, nhưng tôi sẵn sàng là dùng nó qua hết năm này đến năm khác. Bởi vì lý do làm sao ạ? Nếu bạn không cho khách hàng nhìn chúng ta về một phương diện về hình thể và màu sắc thì về lâu về dài người ta sẽ không biết là mình là ai. Các bạn đồng ý tôi không ạ? Chứ không phải tôi là một con tắc kè, ngày mai tôi màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu vàng, không có chuyện đấy đâu ạ. Nó vẫn phải đi theo thống nhất nha. Nhưng các bạn có thấy rằng là trong cái ví dụ này, các bạn có thấy Google không? Cứ đến một cái dịp gì đó nó lại thay đổi màu sắc, thay đổi hình thể không ạ? Bởi vì nó chỉ thay đổi lúc đó thôi, sau đó lại quay trở về ban đầu. Đúng không? Bởi vì cái sự thay đổi nó mang tính chất là chào mừng hoặc là tôn trọng khách hàng, chào mừng cái ngày đó, kỷ niệm đó thì người ta mới làm thôi. Phần thứ hai nữa là gì ạ? Tất nhiên khi mà chúng ta có màu sắc theo thương hiệu, có thể là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, nhưng chúng ta không đồng nghĩa việc là dùng 100% là toàn bộ cái màu đó. Ví dụ tôi bảo là tôi là thương hiệu màu đỏ chẳng hạn, mà bạn dùng cái gì cũng màu đỏ thì chết. Trông nó sẽ rất là ngột thở, nên người ta phải dùng cái tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm. Các bạn hiểu tỷ lệ bao nhiêu phần trăm chưa? Có nghĩa là đôi lúc này chúng ta đặt trên nền trắng được không ạ? Được, bởi vì làm sao chữ dễ nhìn hơn thì bạn có thể dùng, nhưng cái màu đỏ của chúng ta có thể nhấn nhá ở vị trí nào đó. Thì trong đây các bạn sẽ nhìn thấy nhá, ở đây là logo này, có nhìn thấy logo bên tay phải không ạ? Sau đó các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ kéo màu sang bên tay trái này, nhìn màu xanh nhá, và kéo màu này. Đây là nguyên tắc kéo màu theo hình tam giác. Đúng không? Cái bài này liên quan vừa rồi thằng Hiếu cho xem cái bài chung là nó bị vênh về màu, có nghĩa là bên tay phải em đặt màu đỏ nhưng bên tay trái của em không có tí màu đỏ nào cả. Và ở dưới em không có tí màu đỏ nào, thì chúng ta cũng không được bởi vì cân bằng thị giác nó sẽ yếu. Có hiểu cái này không ạ? Tiếp theo nhá. Tại vì đây là những cái mẫu mà thầy thấy là đây là cái bố cục mà thầy thấy cũng được và chúng ta có thể áp dụng được. Nha, ví dụ các bạn có thể làm cho một nhà hàng, người ta có thể làm được kiểu như này. Nha, làm cho một nhà hàng mỗi cái miếng con như kia các bạn có thể đưa ảnh vào, có thể là đưa về không gian và thứ hai đưa món ăn. Hoặc là các bạn có thể đưa không gian là hội tập và gia đình hoặc là đôi một đôi đang ngồi ăn uống với nhau. Sau đó ở dưới là một cái ly, một cái rượu gì đó tùy các bạn. Tùy theo. Nha, tiếp theo này. Cái này thì quá quen rồi, cái này là các bạn đã download trên mạng quá nhiều, nhưng không phải cái gì cũng dùng cái này được. Và khi download được về thì phải nhớ là phải thay màu đi theo thương hiệu của mình, chứ không phải là ộp luôn cái của người ta đưa vào.
Nên khi mà bạn dùng cái này ấy, thì người ta sẽ đánh giá bạn không cao bởi vì lý do cái này nó có sẵn. Tôi thấy trên Free Pick là đầy luôn cái này luôn. Có nghĩa là bạn tải về bạn làm nhanh được thì tôi không đánh giá cao được. Thậm chí tất cả công ty đồ họa người ta cũng không đánh giá cao bạn. Lý do cái này có sẵn rồi. Chả có gì gọi là ghê gớm cả. Đúng không ạ? Nhưng ở đây nó rất là rõ ràng là nó có giá trị về tương phản. Tương phản nghĩa sao? Chữ luôn luôn phải to, khỏe, chắc. Để em gì? Để nhìn rõ hơn. Trước khi chúng ta trở thành người xuất sắc thì chúng ta phải rõ ràng trước mặt người khác đã. Nha. Kiểu giống như là dân marketing của các bạn muốn nói nhưng mà các bạn dùng cái chữ thật là đẹp, thật là viết tay nhưng mỗi tội nhìn xa không ai nhìn được. Và cái nhìn xa đấy nó tùy thuộc vào vấn đề là cái sản phẩm bạn muốn là đặt ngoài trời hay đặt trong nhà, hay là bạn cầm trên tay, hay là bạn nhìn ở biển, tấm biển đường đường lớn em. Em có nhìn thấy cái điều đấy quan trọng không ạ? Ví dụ tôi hỏi bạn nha, nếu bạn dùng chữ viết tay mà bạn chỉ cầm một cái tờ rơi, nó cách bạn với giá trị là 25 cm thôi, đến 30 cm trước mặt của bạn thì bạn nhìn thoải mái, bạn nhìn kiểu gì cũng được. Nhưng nếu mà bạn làm một cái poster mà đứng đằng xa nhá, em nhìn thấy cái poster đứng đằng xa không? Mà bạn dùng cái chữ đấy thì tôi đảm bảo cho bạn biết là không bao giờ nhìn được luôn. Nó sẽ cứ rất là khó nhìn. Vậy nếu mà trong quy trình khi thiết kế mà bạn dùng xác định cái này là ngoài trời mà tương phản yếu là cái nền và hình ấy nó lại không có đẩy nhau lên thì chắc chắn là sẽ thất bại. Các bạn hiểu cái này chưa? Tôi còn chưa xét về cái nội dung của một cái banner, một cái poster hoặc là một cái quảng cáo là có các bạn thì việc đầu tiên nhá, các bạn nhìn này. Nó phải khơi gợi được cái giá trị mong muốn của các bạn, cái đối tượng người dùng của các bạn. Các bạn có đồng ý tôi điều đó không ạ? Ví dụ bây giờ tôi muốn bán cho nam giới, nhưng bây giờ cái trend nó đang mới là cái gì? Đúng không? Thì chúng ta phải khơi gợi được cái giá trị là điểm cao của nó lên là cái như thế nào để chúng ta mới làm được. Đúng chưa? Đưa ra tiêu chí nhá, các bạn nhớ nhá, đưa ra tiêu chí mong muốn của người dùng. Bởi vì tất cả những cái người dùng của chúng ta mà quyết định mua hàng đấy là chúng ta nói cái nội dung content trên này, cái nội dung này, cái content này nó phải đi đúng vào cái nỗi đau của các bạn, đi vào sự mong muốn ham hỏi của các bạn thì người ta mới mua. Còn bình thường chúng ta nói chung chung không ai mua cả. Các bạn lưu ý nhé, ví dụ giảm giá 60%, 70%, 80%, 90% người ta chưa chắc đã mua. Bởi vì người ta biết rằng là đây tại sao tôi phải mua cái này. Đúng không ạ? Và một tiêu chí của một sản phẩm các bạn sẽ phải hội tụ như sau. Một là nói lên cái gì? Cái mong muốn, cái nỗi đau của khách hàng. Mong muốn và nỗi đau nhé. Có những cái dòng sản phẩm thì nó lại là gì? Ví dụ tôi nói một cái sản phẩm về thời trang, nhưng thời trang dành cho những người béo chẳng hạn. Đúng không? Thì tôi nói luôn là đây chính là quà tặng cho những người có kích thước như thế này. Ví dụ thế. Thì ngay tức là người ta thấy, à và cái nội dung là ok rồi, người ta đọc ok rồi. Nhưng bắt đầu người ta nhìn thấy, ô sao bạn lại mặc cái bộ này trông lại đẹp thế? Bởi vì là do ảnh tôi mặc lên. Thì có phải các bạn có thấy không? Cái đấy nó rất quan trọng và cái giá của nó lại cực kỳ hợp lý. Em có thấy tất cả tiêu chí tôi đưa ra này. Và phần thứ hai là hãng của nó là bảo hành bao nhiêu lâu? 5 năm, 10 năm. Giá hợp lý, hình đẹp, hợp với phong cách của mình. Nghĩa sao? Và chúng ta sẽ kích vào thôi. Các bạn hiểu cái này chưa? Còn có một số sản phẩm mà khi mà các bạn không đủ tiền mua thì người ta đưa ra cái chiến dịch như là trả góp. Chúng ta đã nhìn thấy nhiều sự trả góp đúng không? Ví dụ máy tính. Một tháng bạn chỉ trả cho tôi 500 nghìn thôi, bạn sở hữu một cái con máy rơi tầm khoảng 30 triệu. Không lãi nha. Ghi dưới là không có tính lãi. Lãi suất không đồng luôn. Nhưng với điều kiện bạn phải là sinh viên. Được chưa? Và khi tích vào đấy thì các bạn nhớ nhá, khi tích vào một cái dòng sản phẩm tôi đưa cái ảnh cho các bạn rồi, nhưng tôi không thể trình bày nội dung của cái việc mà làm thế nào để bạn sở hữu cái dòng máy của tôi được. Thì chắc chắn là tôi có cơ chế cho các bạn. Thứ nhất, một là bạn phải chia sẻ cái hình ảnh, cái chiến dịch này của tôi trên hội nhóm, trên trang Facebook cá nhân của các bạn để làm sao tôi có thể lan tỏa được, bởi vì là tôi đang mất tiền với bạn nhưng tôi biết rằng bạn là một trong những cái người trong cái số lượng mà tập khách hàng tôi mong muốn đến. Ví dụ bạn là sinh viên thì tôi bán những thứ sinh viên và tôi muốn là bạn truyền tải cái sinh viên đó. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nên là trong cái vấn đề về làm về marketing của chúng ta là chúng ta phải có nội dung, là nó phải hướng đến cái nội dung của khách hàng chúng ta là gì.
Nên là chúng ta biết là có rất nhiều cuộc khảo sát liên quan đến học viên, sinh viên. Em ơi, em hay đi xe buýt không? Em ơi, đi xe buýt để làm gì? Để nó dán luôn cái quảng cáo của bến xe buýt. Các bạn hiểu cái này chưa? À, thường thường bạn hay công tác ở đâu, văn phòng ở đâu? Ok, ở các tòa nhà ví dụ như là 360 hoặc là chúng ta 319 ở đây chẳng hạn, đúng không ạ? Thì ngay tức nó có thể trong thang máy nó dán những cái gì? Đó là cơm văn phòng các kiểu trong cái quảng cáo trên cái thang máy này em. Em có nhìn thấy trong thang máy không? Vậy trong thang máy đấy thì nó lại quay trở về cái này. Có nghĩa là chúng ta đã chọn đúng địa điểm rồi. Nhưng bây giờ làm thế nào để cho cái nội dung của chúng ta phát huy được tác dụng, để chúng ta bán được nhiều sản phẩm, để truyền thông được nhiều sản phẩm. Có nghĩa là khi nhìn vào một sản phẩm, việc đầu tiên là ảnh phải ấn tượng đã. Các bạn có đồng ý tôi không ạ? Nếu ảnh không ấn tượng tôi thề các bạn sẽ không xem. Đúng không? Và bạn sẽ phải có những cái tư duy rất là ngược. Có nghĩa là gì? Khi người ta quảng cáo dầu ở đầu, người ta chọn người chọc đầu. Đã bao giờ làm điều đó chưa? Đã bao giờ suy nghĩ điều đó chưa? Tại sao chúng ta cà phê mà cứ phải là chọn vào màu nâu mà không phải là xanh đỏ tím vàng, không phải là màu tím? Bởi vì lúc này các bạn có đồng ý với tôi là khi bạn vào một cái siêu thị thì rất nhiều mặt hàng được trình bày trước mặt của các bạn. Vậy bạn đi qua một lượt cái siêu thị đấy, tại sao bạn lại dừng chân một chỗ? Bởi vì có nhiều chỗ thì nó sẽ đưa sản phẩm nó xếp thành hình, ví dụ như là kim tự tháp, có thể là có những người này xếp thành văn miếu quốc tử giám, có những người xếp thành Superman, cái tay chân gì đó trông nó ấn tượng, ok thì nó dừng lại. Bởi vì nó ấn tượng bởi vì thứ tạo hình của các bạn. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Vậy bạn chính là người nhá, đồ họa của chúng ta chính là người đưa ra cảm giác khác biệt so với thông thường. Vậy trên cái cảm giác khác biệt thông thường đấy, bạn phải đưa cho tôi một nội dung mà bạn muốn truyền tải đến là gì. Và khi nội dung truyền tải đến thì nó phải có giá trị, nó có tính hữu ích cho các bạn thì mới có tác dụng. Còn nếu không có tính hữu ích, chúng ta sẽ không có tác dụng. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Rồi tiếp theo nhá, chúng ta sẽ đi đến. Đây là một trong những cái bố cục đường cong, nhưng nội dung của thiết kế của chúng ta nó có hướng. Các bạn có nhìn thấy hướng không? Từ to chạy vào bé và cuối cùng nó sẽ hút lại một chỗ đoạn cuối cùng. Cái đáy của cái phễu chính là số lượng phần trăm mà các bạn mong muốn, up to 25%. Các bạn nhìn này chưa? Và đây cũng là một trong những cái giải pháp để các bạn có thể thiết kế một cái sản phẩm nào đó mà các bạn mong muốn. Nhưng cái khung hình của chúng ta nó chỉ là hình vuông thôi. Vậy sản phẩm của chúng ta, cái khung hình của chúng ta rất bé ở phía trên này. Các bạn nhìn thấy bé phía trên chưa? Vậy thì sản phẩm bạn mong muốn nó là cái gì? Có thể là một đôi giày được không các bạn? Nhưng không phải bao giờ là một sản phẩm về thời trang dài từ trên xuống dưới được. Bởi vì dài từ trên xuống dưới thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ thiếu luôn phần quần. Các bạn nhớ, chỉ có phần áo thôi. Nên các bạn nhớ nhé, khung hình thiết kế bố cục nó phải phù hợp với sản phẩm của các bạn. Nó là sản phẩm theo chiều nằm ngang hay là chiều nằm dọc? Nó ngang rộng hay là chiều cao nó rộng hơn? Thì các bạn lưu ý cho tôi để các bạn đưa ra một cái bố cục không những phù hợp. Và phần thứ hai, bạn tạo ra các đường chuyển động hướng về nội dung của khách hàng mong muốn. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Rồi tiếp theo nhé. Và tất cả những cái giá trị mà các bạn truyền thông online hay offline, offline là chúng ta in ra, còn online là chúng ta làm trên phiên bản gì? À, có thể trên web, trên Facebook, đúng không ạ? Trên TikTok, rồi trên YouTube. Thì các bạn nhớ là cho tôi một cái giá trị đường link website. Đây, đường link website đưa vào như này người ta mới biết rằng à, thằng này là của thằng nào có thể đánh được vào, đúng không ạ? Và các bạn nhớ một điều rằng cái đường link website nó cũng có những cái tiêu chí là càng ngắn càng tốt. Tôi hỏi bạn chọn một cái đường link mà tên dài hoang nghe, bạn đánh nổi không? Đặc biệt là còn đánh bằng tiếng Anh. Không bao giờ đánh được. Nên chính vậy mà trong quy trình khi mà người ta đi làm website để tạo ra một công cụ truyền thông và bán hàng online trên mạng, thì buộc là cái tên miền chính là ví dụ như là khánh.vn chẳng hạn. Nó phải ngắn thôi. Các bạn hiểu cái này chưa? Và ngắn thôi thì nó lại phải tùy thuộc là nó có còn hay không. Bởi vì những cái thằng ngắn ấy có khi là nó mua hết rồi. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và các bạn sẽ hướng đến đối tượng khách hàng các bạn là gì? Ví dụ nếu là người nước ngoài thì bạn dùng tên nước ngoài. Còn nếu người Việt Nam, bạn dùng tên Việt Nam cho tôi, nó dễ. Đúng không ạ? Chứ bây giờ mà này, dùng cho người Việt Nam thì dùng tên nước ngoài, nhưng mà chả, nó không phải là cái đồ sính ngoại giống như ngày xưa nhá. Là cứ nghe tên Tây là hoành tráng là không. Bây giờ Việt Nam cực kỳ khôn luôn. Khôn lắm đấy em ạ. Bây giờ nó không còn dại khờ như ngày xưa đâu ạ. Tên có khi vậy này còn không vào luôn. Nên chính vậy xu thế bây giờ người ta có thể đặt là một logo này, hai là nội dung này, thiết kế nhá.
tên logo, hai nội dung, và ba của chúng ta là phải có đường link để chúng ta hướng dẫn đến. Thì bây giờ người ta có một xu thế, một nếu làm trên website thì người ta sẽ cho đưa mã quét QR vào. Em biết mã quét QR không ạ? Nó quét quá nhanh luôn, không phải tìm số điện thoại nữa mà quét một phát vào luôn, kết nối và nói chuyện luôn. Bởi vì các bạn nhớ một điều rằng nếu chúng ta bán hàng công sở thì cái người mua hàng người ta không có thời gian, bởi vì trong thời gian người ta còn đang làm việc. Các bạn đồng ý thôi, ngày bình thường người ta phải làm việc không? Người ta chỉ có chat mà này, chat này thì sếp không biết được. Các bạn đồng ý thôi, sếp không biết được không? Và khi chat như vậy thì cái người tư vấn của chúng ta phải chuẩn bị tất cả các dạng câu hỏi liên quan đến sản phẩm. Chị ơi, con chị ví dụ như là lớp mấy, con cân nặng bao nhiêu, cao bao nhiêu, bởi vì là khi nói về cân nặng bao nhiêu thì ngay tức nó sẽ ra sai bấy nhiêu luôn. Em hiểu không? Những cái đội bán quần áo như thậm chí nó còn chưa bao giờ rờ vào người em luôn, nhưng mà nó chọn là tại sao sai chuẩn thế. Có đúng không em? Nên chính như vậy mà cái người làm nghề thì người ta mới chuẩn bị tất cả các câu hỏi để đặt ra. Chị ơi, con có chị nhà, chị có thể gửi cho em một số cái ảnh sản phẩm của con để em có thể phối đồ cho con được không? Có nhiều người người ta còn phối đồ được. Bởi vì có nhiều website nhé, em chỉ cần đưa ảnh vào phát, ốp áo quần vào phát nào. Đây, con chị có thể mua đồ này. Và cả một cái set này thì nó rơi tầm khoảng bao nhiêu tiền? Đấy nhá, đấy là bán hàng hiện đại nhá. Còn hồi xưa cổ truyền thì cứ ok, chị ơi, chị cứ chọn đi, size này nó rơi tầm mấy chục nghìn. Nếu chị không thích thì chị có thể mang trả lại cho em được mà. Đúng không? Thì ở đây là tiêu chí nhá. Nhưng ngoài ra cái tiêu chí này thì thầy rất mong muốn các bạn về nhà hãy chọn cho thầy một cái tư liệu liên quan đến gì? Quần áo thời trang trẻ em. Nhìn không? Thứ hai, search một thương hiệu của thời trang trẻ em cho thầy. Nhìn không ạ? Thứ ba, search về nội dung của nó và bắt đầu lên một cái phương án quảng cáo cho thầy. Một, quảng cáo trên đâu? Nhìn này, Facebook. Em biết trên fanpage người ta phải làm một cái banner hình vuông chưa? Đối với banner của hình vuông của cái gì fanpage thì nội dung text không vượt quá 20% giá trị chạy quảng cáo Facebook Ads. Các bạn nhớ nhé, bây giờ tất cả những cái giá trị truyền thông của các bạn ngoài giá trị làm bằng ảnh, các bạn truyền thông viết bài, nhưng các bạn không đổ tiền cho nó, tôi xin nói các bạn sẽ thất bại. Các bạn hiểu cái này chưa? Các bạn chơi Facebook thì thằng Facebook có phải thu tiền chúng ta bằng chạy quảng cáo không? Chơi TikTok thì có phải nó sẽ khuyến khích cho chúng ta đầu tiên chúng ta phải thu tiền không? Tất nhiên đầu tiên nó mồi cho các bạn là gì? Ok, vào đây tôi sẽ đề xuất cho các bạn video bạn lên xu hướng các kiểu đúng không? Những cái video lên xu hướng để nhằm mục đích gì? Để bạn truyền thông chính bản thân bạn, và bạn thứ hai là bán hàng đúng không? Vậy bán hàng bây giờ thì bây giờ so với những thằng nó trả tiền cho chính cái TikTok, cho chính cái Facebook và một thằng là không trả tiền, thì thằng Facebook nó thích thằng nào? Thằng TikTok nó thích thằng nào? Tất nhiên là nó thích thằng trả tiền chứ. Nhưng trong quy trình khi làm truyền thông marketing thì kiểu gì cũng phải làm vừa viết bài vừa làm hình ảnh trên coi pet đấy, nó đẹp hơn, nó có giá trị bằng những cái bài viết chuyên nghiệp, thì nó vẫn phải là có tiêu chí là phải đóng thêm tiền. Và các bạn nhớ một điều rằng đóng thêm tiền chẳng qua là cái giá trị là các bạn bỏ ra một số tiền tiền, nhưng bạn mong muốn cái số tiền đấy bạn trả ra bạn tiếp cận được bao nhiêu khách hàng, và tiếp cận được bao nhiêu khách hàng thì bạn sẽ phải đổi lại là bạn sẽ có bao nhiêu data. Và bao nhiêu data thì bạn phải chuyển hóa cái data trở thành gì? Mua hàng. Các bạn hiểu cái này chưa ạ? Vậy cái này nó sẽ có số đo. Khi người làm về marketing thì chúng ta sẽ trình bày là chúng ta sẽ bỏ cái giá trị là khoảng 5 triệu. Nhưng bạn mang ra 100 khách hàng. 100 khách hàng nhưng mà bạn đã chốt được 50 người. Và mỗi người mua với cái sản phẩm của bạn là 3 triệu. Bạn tính sao? Và thậm chí là mua với số lượng này là 600 nghìn thôi. Bạn có thấy bạn có lãi không? Nha. Và trừ chi phí tất cả các thứ đi, từ gì chạy quảng cáo đến người viết bài các kiểu, bạn lãi được bao nhiêu? Nếu bạn lãi được thì bạn chơi. Bạn hiểu cái này chưa? Còn nếu mà lỗ đấy thì phải xem lại cái chiến dịch của các bạn. Nó có vấn đề gì không? Nó có bị ảnh hưởng do với thị trường đối thủ của chúng ta không? Chúng ta đang bán 400 nhưng giá của khách hàng nhá, các bạn nhớ nhá, cái đối thủ của chúng ta nó chỉ bán 300 thôi. Vậy thì có nhiều người mới đặt ra câu hỏi và thầy ơi, ok cái này giảm giá đi, nó 400 thì em 300, 300 thì em trả 200. Thì ở đây trong có một cái nguyên tắc của cái việc mà người ta làm về marketing đấy, nếu thật sự giá trị sản phẩm của bạn cao cấp thì không tội gì phải giảm giá.
Các bạn hiểu ý tôi không ạ? Nó tốt hơn hẳn, nó xịn hơn hẳn thì tội quái thì phải giảm giá làm gì? Tôi cứ bán, thậm chí bán còn giá cao hơn. Em hiểu cái này chưa đó? Nên để muốn làm được cái điều đó thì các bạn có thấy dân marketing phải tìm được đặc điểm xuất chúng nhất của sản phẩm không ạ? Tôi thề các bạn, nếu mà chúng ta không tìm được cái đặc điểm xuất chúng của sản phẩm đấy thì chúng ta sẽ không nói được, chúng ta không bán được. Thậm chí dân đồ họa và dân marketing chúng ta sẽ giao thoa với nhau ở chỗ này. Nên tất nhiên bạn muốn bán một sản phẩm thì bạn đặt câu hỏi là vậy thì cái điểm mạnh của một sản phẩm công ty bạn là cái gì này? Nó có gì tốt so với thị trường này? Chúng ta phân tích mà. Và khi tốt như vậy thì các bạn có thể trình bày là bạn đưa ra những cái tốt trên trên mặt của cái thiết kế không? Tôi đã từng nhìn thấy một cái sản phẩm của cái hộp thuốc, nhưng do nhập từ Anh về nên người ta đưa cờ Anh mà. Và người Việt Nam rất là xính những cái đồ ngoại như vậy. Thế thôi. Và phần thứ hai nữa là để yên tâm cái việc mà được, do cái đối tượng người dùng của chúng ta là những người có học thức, những người có kiến thức, thì ngay tức phải đóng một cái dấu vào là do bản quyền hoặc là do của nhà nước Pháp. Các bạn hiểu cái điều đó chưa? Chứ không phải là thể loại trôi nổi đâu, bởi vì những người mà có tiền, thậm chí bây giờ là giá trị từ 40 tuổi trở nên, họ có địa vị trong xã hội. Khi dùng cho con họ, nhà, gia đình họ thì người ta phải biết là xuất xứ là đâu. Nếu bạn không chứng minh được điều đó, xin nói các bạn có nói hai bằng giờ thì người ta cũng không mua. Bởi vì người ta quá quen và nghe quá quen những thứ ở trên mạng. Và ông nào mà cứ nói mà quá thì chắc chắn người ta không, người ta phải xem xét đấy. Nha. Bởi vì là có rất nhiều những cái hệ thống quảng cáo bây giờ là nói quá sự thật về sản phẩm của chúng ta. Và hình ảnh nó cũng dùng như vậy. Nên chính vậy mà bạn dùng phải rất là chân thật cho tôi. Ở đây nha. Cái hãng, ok, bạn đã lưu hết cho tôi tiêu chí nha. Nếu chúng ta muốn đưa tiêu chí bộ sưu tầm này của nhà ai, ví dụ thầy Khánh là một người thiết kế thời trang nổi tiếng trong vòng 20 năm và tôi đã được tất cả các thể loại giải của thời trang rồi, thì các bạn có đồng ý với tôi là khi mà tôi đưa đây thì tôi sẽ ghi là đây là bộ sưu tập của gì, nhà thiết kế thời trang Lưu Kim Khánh. Ok, được chưa? Và nhớ nhá, ở đây là một tiêu chí là tại vì sao? Bởi vì lúc đó thầy Khánh là người bán sản phẩm, các bạn chỉ là người bán hộ thầy thôi. Còn muốn bán được này phải dựa vào thứ tiếng tăm của thầy, đúng không? Thì thứ nhất là một, ở đây có tiêu chí như sau. Một, tôi sẽ làm về nhượng quyền. Em biết nhượng quyền rồi đúng không? Ví dụ như cà phê nhượng quyền là chúng ta sẽ có. Thời trang tôi cũng có, nhưng tôi vẫn yêu cầu là bạn phải có mặt bằng này, bạn phải có website này, bạn phải có đội ngũ về bán hàng này. Và cái đội ngũ bán hàng không phải là vào đây nhá, có nghĩa là cái ảnh này này, các bạn trình bày thiết kế xong, bạn trình bày quảng cáo xong và khách hàng người ta tích vào xong. Nhưng tích vào xong thì các bạn có thấy rằng người ta phải nói chuyện với bạn không? Người ta có bộ phận gọi là chốt sale. Biết chốt sale không? Và cái đội chốt sale đấy phải luôn luôn hiểu về sản phẩm. Và phải có đặt ra các câu hỏi mà khách hàng người ta đang hay hỏi. Phải hiểu về nghiệp vụ nó thì mới chốt được. Và ví dụ như nếu mà trong quy trình khi chốt nha, nếu hôm đấy em đẹp trời em chốt với tôi không đồng ý, bảo thôi được rồi để chị cân nhắc. Đồng ý chưa? Vậy thì em phải có cách nào để chúng ta có thể liên hệ cho lần sau chứ. Chứ chẳng nhẽ là bảo ok vậy thôi được rồi chị ạ, nếu không gì thì lần sau chị em mình hẹn gặp lại, thì có nghĩa là thất bại. Bởi vì khi chốt xong, nếu chúng ta không chốt được ngay thì chúng ta phải lưu được họ, có cái data của họ vào từ email, điện thoại đến Facebook đến các kiểu. Để lần sau có chương trình chiến dịch gì đó khuyến mại thì bạn được quyền gửi tặng trực tiếp cho họ một cái voucher 500, 600, 700 để mua sản phẩm này hoặc mua sản phẩm khác. Các bạn hiểu độ chốt sale chưa? Chốt sale là một trong những đối tượng cực kỳ quan trọng và họ có học thức về sản phẩm. Hiểu cái này không? Nên dân marketing của các bạn mà không biết độ chốt, không có độ chốt sale, xin nói các bạn, bạn có truyền thông bằng rời thì người ta cũng không thể mua được sản phẩm đâu ạ. Hiểu cái này chưa? Ok, tiếp theo. Từ cái này chúng ta sẽ chuyển sang, đây là một trong những giải pháp. Và cái giải pháp này nó rất là được ít được tính trên sản phẩm trên Việt Nam của chúng ta, bởi vì làm sao chữ chúng ta đè thẳng trực tiếp lên mặt. Nhưng ở đây nó lại có một cái thứ rất là quan trọng, là tất cả những cái hình ảnh nào mà quay thẳng mặt ra cho các bạn và nhìn thẳng vào màn hình thì khi bạn nhìn vào nó thì giống như nó nhìn vào bạn. Nó rất dễ tạo ra một cái cảm xúc để chúng ta có thể kích vào và xem. Các bạn hiểu cái này chưa? Và đây là một trong những thủ thuật trên ảnh thăm trên YouTube này.
thumbnail của đối tượng của YouTube của chúng ta mà cứ thấy mặt người và nhìn thẳng ra thì khả năng kích vào nó cao hơn so với những cái quay ngang quay ngửa đấy ạ. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên chính vậy mà trên đó các bạn sẽ đưa cho tôi cái nội dung về, ở đây thì nó vẫn là bài toán của việc tương phản thôi. Chữ rõ ràng được không ạ? Đọc được cái chữ rõ ràng rồi thì mới đọc cái chữ bé bé ạ. Cái chữ bé bé mà chúng ta còn chưa đâu vào đâu thì đã chữ chữ to đã trông bé tí thì chẳng nói chuyện gì cả. Hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo. Đây là tất cả các thể loại về banner mà hiện tại bây giờ chúng ta đang dùng. Các bạn có thấy là vàng một bên và em một bên không ạ? Một bên là ảnh và một bên là text, một bên là ảnh và một bên là text, một bên là ảnh. Nhưng nó đều thống nhất một giá trị. Các bạn có thấy kéo màu không? Có nhìn thấy kéo màu chưa? Cái khung hình cũng là màu xanh thì bên này nhá một tí màu xanh vào. Khung hình môi bên này, môi màu đỏ thì nhá một tí màu đỏ vào. Có nhìn thấy không ạ? Và chúng ta có trái, phải và giữa. Nhìn thấy chưa? Và luôn luôn có một cái tiêu chí như sau. Một là chữ to đi với chữ bé, chữ dày đi với nét mỏng. Có nhìn thấy điều đấy chưa? Và tiếp theo những cái địa chỉ email hay là cái gì đó thì người ta cũng phải đi theo màu của thương hiệu. Hiểu cái này không ạ? Đây là một trong những phương án làm đơn giản nhất mảng phẳng. Nhưng đây không phải là một sản phẩm gọi là tối ưu, bởi vì Việt Nam mình thích long lanh. Giống như hôm nay các bạn thi cái bài ngọc trai ấy, Việt Nam cực kỳ thích những cái thể loại đấy luôn. Càng bắt mắt càng chết. Chít này, cái thể loại này này thiên về đồ họa đúng nghĩa rồi. Mảng miếng, màu sắc đọc nó ok. Nhưng cái này lại dùng cho những sản phẩm cấp cao. Ví dụ bạn cho làm cho những hãng thời trang cấp cao thì, nhưng để đến cái thời trang cấp cao thì chúng ta phải đi qua cấp thấp đã. Bởi vì làm sao chúng ta đã có kinh nghiệm đâu. Tự nhiên đùng cái bảo là em vào một cái công ty cực kỳ to đùng. Ôi may quá, chắc bố làm cái gì quan hệ mới được điều đó thôi. Nên các bạn nhớ nha, chúng ta phải trải nghiệm qua rất nhiều tập khách hàng từ thấp đến cao. Và đi qua nó thì chúng ta phải hiểu được nội dung là gì, tại sao họ thích. Đúng không ạ? Các bạn có nhìn thấy cái này chưa? Và đây là những câu rất là chung chung cho việc là làm ra một chiến dịch. Các bạn giảm giá chưa? Biết giảm giá kép không? Ví dụ đối thủ của chúng ta bán 30.000 thì chúng ta bán bao nhiêu? Có bán thấp hơn không ạ? Hay là bán bằng? Hay là bán thấp hơn một tí? Nếu chúng ta bán giảm giá hơn với họ thì việc đầu tiên là bạn phải có số lượng người. Có nghĩa là tôi bán 25.000 nhưng với điều kiện là phải có 10 người mua. Và phần thứ hai là bạn phải chờ đợi trong vòng thời gian lâu, bởi vì tôi phải gom tất cả những người lại với nhau. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và tất nhiên nó phải liên quan đến một cái sự kiện nào đó. Ví dụ là một ngày khai trương sinh nhật, hoặc là bạn là khách hàng đầu tiên khi vào website. Hôm nay bạn là người được may mắn, đúng không? Từ sinh nhật website rồi sinh nhật bố, sinh nhật ông nội rồi các kiểu rồi, hết lý do rồi thì mới đè ra bảo là hôm nay là một ngày may mắn với bạn, được không ạ? Hôm nay là ngày sếp nó vui, ngày mai sinh nhật con sếp, hôm nay tôi giảm giá cho bạn lý do vì thế, được không ạ? Nha. Và để muốn làm được cái điều đó thì các bạn nhớ một điều rằng các bạn sẽ nhận cái sản phẩm này chậm hơn một tuần. Biết nhận chậm hơn một tuần chưa? Có nghĩa bình thường ngày sau một ngày phát là có luôn, nhưng bây giờ phải bạn chậm đúng một tuần. Lý do tôi phải gom rất nhiều người lại mua với nhau thì có phải tôi mua được giá rẻ không em? Em hiểu cái này chưa đã? Tiếp theo. Các bạn có nhìn thấy không ạ? Đây là một trong những bố cục đường thẳng, nhưng các bạn sẽ thấy là cái phần chính phụ của nó cực kỳ rõ ràng. Có nhìn thấy rõ ràng không? Và hôm nay tôi cho các bạn xem để các bạn nạp vào đầu của các bạn là bảo em ơi, thiết kế cho tôi một cái liên quan đến về nhà cửa các kiểu, thì ít nhất là trong đầu mình đã nhìn thấy cái bố cục này rồi. Mà không thì nhá, bạn cứ nhắm mắt lại tôi bảo nạp phát là ngay tức là bạn sẽ hồi về đầu của bạn đã đọc lọc được bao nhiêu sản phẩm này, đã được nhìn được bao nhiêu sản phẩm này. Nên là đồ họa là phải đi nhìn nhiều, đi xem nhiều và đi làm nhiều thì mới rút ra kinh nghiệm. Và ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là chữ to đi với chữ bé. Chữ gì có tương phản giữa trắng và cam. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy, nhìn thấy chưa? Cái dưới nó mờ đi để cho cái chữ nó rõ ràng. Chứ cái dưới mà rõ ràng như này thì chắc chắn chữ này không nổi đâu ạ. Hiểu cái này chưa? Và chúng ta sẽ chọn bố cục là căn giữa, là một trong những bố cục của là gì? An toàn. Khoảng cách từ đây cho đến logo bằng khoảng cách từ đây đến đây. Nhớ này phải bằng nhau. Hiểu cái này chưa?
Có nhiều bạn chỉ đặt vào thôi áng vào mắt nhưng mà tôi lại không thấy một sự chỉnh chu ở đây. Làm sau này các bạn sẽ phải trả giá bằng khách hàng nó chửi, khách hàng nó không duyệt. Rồi chúng ta mới biết rằng à thôi vậy thà rằng đáng nhẽ mình làm cẩn thận hơn một tí có khi lại lấy tiền nhanh hơn. Chứ mình cứ qua loa một tí và sau này cái sự qua loa nó trở thành thói quen thì các bạn sẽ không bao giờ làm những sản phẩm chuyên nghiệp được. Và khi mình xem nhiều, mình làm nhiều đấy, bắt đầu tự nhiên cái ngôn ngữ của mình nói nó cũng hay hơn, bởi vì sao, mình nói từ những cái thứ mình đã có. Đúng không ạ? Và như vậy các bạn có thấy là thuyết phục khách hàng nó tốt không ạ? Chúng ta ngoài giá trị làm đấy thì chúng ta là người nào còn thậm chí là lại vừa là chốt sale nữa các em ạ. Có nhiều người làm về truyền thông marketing nhưng mà lại đi chốt sale rất là oách. Bởi vì cũng có thể là không nhất thiết phải tôi phải đi viết bài, không nhất thiết phải tạo ra chiến dịch mà tôi có thể đi chốt được. Mà thậm chí là cái chốt đấy lại có khi lại là một thế mạnh của em, là một khả năng tiềm ẩn của em chưa được khai quật lên. Các bạn hiểu cái này chưa? Có nhiều người nha, đi bán hàng nha, duyên cực luôn. Có lẽ đi, tôi không xinh, nhưng tôi nói duyên dáng, khi bán được nhiều hàng, có khi giàu, có khi lại ngon. Chứ cần gì phải đi làm với khách hàng đâu. Nên là cái khả năng của chúng ta phải thử đã. Còn trẻ thử hết. Được chưa? Tại vì tôi đã từng có một học sinh nha, là học ở đây. Là bằng ngày thì bạn mới đi 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 làm, sau đó thì bạn cứ tranh thủ là bạn mới lại làm trên đây. Sau ra trường bạn bảo thế bây giờ em đi chuyển sang marketing. Ok. Thế em chuyển sang bán bất động sản. Chuyển vẫn thất bại anh em nhá. Ok, thấy em lại quay về đồ họa đây. Đúng rồi, nhưng mà dù sao bạn có những cái trải nghiệm rất là rõ ràng vào những cái khu vực đó. Bạn có giàu được ngay đâu. Chả giàu được ngay nhưng mà trải nghiệm của bạn mới trả thường tí nào không? Đấy. Học hồ sơ cực kỳ oách nhá, tên là Công. Kéo vào đây. Các bạn có nhìn cái này không ạ? Đây là một trong những cái cơ bản dành cho những người thiết kế. Hồi xưa chúng ta được học những cái này. Đó là những cái hình tròn này nó tương ứng với logo, sản phẩm, chữ. Có thể là gì? Có thể là logo và chữ, có thể là logo, sản phẩm, chữ. Các bạn nhìn thấy chưa? Và khi kéo như này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có những cái sắc độ cho các bạn được và bố cục trong hình chữ nhật. Đây cũng là một thể loại một loại thể loại nhưng mà cái loại này là để chúng ta rút được kinh nghiệm. Nghĩa là sao ạ? Nó có những ngôn ngữ hiện tại bây giờ giới trẻ đang dùng như chấm 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 rồi người tam giác rồi bay gạch 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 chéo kiểu như này, nhưng lại cực kỳ rối mắt. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Nên không phải cái gì kiếm ở trên mạng cũng ngon nhá, cũng phải chỉ ra là cái những thứ cái này đẹp, cái này các bạn có thể làm cho spa, phong cách rất nhẹ nhàng. Nhưng em có thấy là chữ đặt gọn gàng không? Nó có chữ chính không? Chữ chính, cái cụm chữ chính của nó là gì? Nhìn thấy chưa? Chữ nét dày đi với nét mỏng. Nó có mã quét QR đàng hoàng. Nó có biểu tượng đấy, nhắc lại của cái hình ngôi bông hoa sen. Nhìn thấy bông hoa sen chưa? Này, nhắc lại một tí vào đây. Thấy duyên chưa? Kéo màu từ trên trên hồng dưới hồng. Tự nhiên chỗ con tí cánh sen vờn như này. Đấy. Đấy cũng là một cách mà để chúng ta học hỏi và chúng ta thiết kế. Một ngày nào đó em thiết kế về spa thì em có thể lấy được phong cách này để làm. Đúng không ạ? Nhìn chưa? Nó không phải là một sản phẩm rõ ràng nhưng mà thầy thấy là nó được nên là thầy kéo về cho các bạn. Tiếp theo các bạn có nhìn cái này chưa? Cũng là một phong cách. Nhưng phong cách này thầy nói thật là theo cá nhân của thầy thì thầy không thích bởi vì nó chia nát cái phần giữa ra. Ví dụ nếu cái này mà thầy cho nó full hết cái này làm cái ảnh này có được không ạ? Thì có khi lại còn được hơn là so với cái việc là đặt hình tròn. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và cái nguyên tắc khi đặt chữ thì các bạn có thấy là nguyên tắc khi làm thiết kế đồ họa nhá, luôn luôn phải có khu vực đất dành cho chữ. Và chữ phải được trình bày một cách gọn gàng nhất, nó giống như một tờ báo đấy. Các bạn có nhìn này chưa? Sau này các bạn làm những cái sản phẩm tách nhiều như là catalog hoặc là các bạn làm những cái sản phẩm giới thiệu về công ty thì chắc chắn là dính đến chữ nhiều mà bạn không biết phân bổ chữ làm sao cho đọc dễ nhận nhất thì vứt đi hết. Trong phần này các bạn nhìn chưa? Tiếp theo. Đây cũng chỉ là về cái cách điệu về cái phông chữ để tạo ra những cái phong cách là giảm giá thôi. Các bạn nhìn thế này chưa? Đây là một kiểu. Có nhiều người khi làm về ô tô hoặc là làm về chữ rất là ngại khi cho hai cái chữ nó dính vào nhau. Nhưng các bạn nhớ là bên nước ngoài người ta cho dính thường xuyên. Nhìn thế nào? Đấy. Nhưng chữ nước ngoài có thấy dễ không? Bởi vì nó không có dấu. Nhưng chữ Việt Nam nó có dấu đấy. Nên cái việc dính ấy phải tính. Làm thế nào đã vừa có dấu mà lại vừa dính được vào nhau thì mới đấy mới là quan trọng. Nên phông chữ Việt Nam muốn đẹp được ấy là vất vả đấy.
nhá. Và từ những cái phiên bản này các bạn nhìn này, đây là một trong những cái bố cục rất là lạ thôi, nhìn chưa. Và bố cục này không phải dùng để đồ, không phải đồ hình đâu ạ nha. Cái đồ hình là các bạn sẽ không ra là cái này. Cái này người ta dùng qua 3D và người ta ốp được cái khung xong bắt đầu người ta mới cho ảnh chui vào. Ốp theo hình tròn. Tôi có một cái bài vẽ cái này rồi. Tiếp theo các bạn sẽ nhìn thấy những cái bố cục rất quen thuộc của chúng ta, đó là gì? Các bạn có thấy là hồi xưa thầy dạy cho các bạn banner hay đọc là chữ giữa không? Đấy. Cơ bản của chúng ta là như thế này đấy. Và các bạn có thấy là cái việc mà trong tất cả những cái biểu tượng chữ to chữ bé xong cuối cùng nó có một cái gọi là CTA là kêu gọi hành động, có nghĩa là gì? Hãy kêu gọi hành động. Khi khách hàng đã xem và đạt được độ sướng thì hãy bảo là hãy kích vào đây đi. Bạn có mong muốn không? Kích vào đây đi. Thì cái đây là nút CTA là kêu gọi hành động. Nhìn thấy cái này chưa? Không có những cái biểu tượng như này chúng ta sẽ không kích. Không phải chúng ta là những khách hàng thông thái, có nghĩa là không có cái này tự nhiên bảo là cứ biết là tích vào đây được nha. Tiếp theo ở đây thì nó sẽ tương ứng cho các bạn là gì? Nó chỉ có dùng khoảng 2 đến 3 phông thôi. Phông chữ dày đi với phông chữ nét mỏng. Có nhìn không? Đậm đi với nhạc. Tiếp theo. Bạn có nhìn thấy cái điều tôi mong muốn này không ạ? Chúng ta có nhiều giải pháp. Đặt chữ có thể đè lên ảnh sản phẩm. Nhưng đây là một trong những cái yếu tố không phải lúc nào cũng được áp dụng ở Việt Nam. Việt Nam luôn luôn phải tách ra và không được đè sản phẩm đâu. Việt Nam rất là hạn chế cái việc này luôn. Các bạn có thấy là cái chữ mà giảm giá của người ta bây giờ người ta làm theo kiểu ngẫu hứng đó. Màu đan với nhau chứ không phải là đặt trên một cái chữ nữa. Đây các bạn có nhìn thấy màu chưa? Và các bạn có thấy là tự nhiên nó nhắc lại toàn bộ màu của bên sản phẩm bên này không ạ? Và chính cái sự thò ra thụt vào của cái chữ đó nó tạo ra những khoảng không không bằng nhau. Ví dụ chữ S, chữ E. Nhìn thấy chỗ này chưa? Nó tạo nên sự vui bằng những cái hình thù ngẫu nhiên đó. Và vui như vậy thì cái tinh thần của cả một cái banner cũng nó cũng đẹp lên. Và các bạn có thấy là cái này nó phức tạp rồi thì cái nền nó đơn giản không em? Nhá. Để ý cái phần này cho thầy một cái. Để thứ nhất là sau này mình làm những cái banner poster nó phải có những cái hơi hướng như thế này. Tiếp theo. Các bạn có thấy này chưa? Đây là một trong những phong cách dành cho những ông người và đây là phong cách thông minh. Có nghĩa thay cho việc mà cắt cái thằng người này nó ra ngoài thì chỉ nó cho nó vào khung và cắt mỗi cái phần đoạn đầu thôi. Em nhìn cái phần đoạn đầu phía trên chưa? Cắt ít nhất còn gì nữa. Đây là bố cục trong khung và ngoài khung. Trong khung là gì? Phần người là trong, còn phần đầu là ngoài. Các bạn thấy không? Và nó vẫn mang được ngôn ngữ của hình chính phủ. Ngôn ngữ của những cái thế hệ trẻ bây giờ chấm chấm rồi gạch gạch. Đấy, ví dụ như này. Phong cách bây giờ này đang rất là nhiều kiểu. Đây cũng là một kiểu. Các bạn có nhìn thấy chưa? Cái này nó không nhất thiết phải là kéo màu đó là kéo màu đỏ xuống dưới. Mà có thể là kéo màu cam bởi vì trong cam thì có đỏ. Các bạn có nhìn thấy điều của tôi mong muốn không ạ? Và tiếp theo trong cái phần bố cục này nó có hai cái tiêu chí cho các bạn. Mảng và nét. Mảng là mảng nha, để tảnh vào. Còn nét là những cái viền như này này. Người ta dùng tương phản giữa nét và mảng nhá. Tiếp theo. Đây cũng là một phong cách rất là hay. Và phong cách này chỉ cần tiết chế một số cái chi tiết phụ hoàn toàn là vần phía dưới là có thể dùng được. Các bạn có nhìn thấy cái quen chưa? Đây là website này. Đây là phông chữ này. Những dòng chữ như này bạn sẽ tạo ra cho tôi. Một là background. Hai là các bạn thiết kế cho áo. Thiết kế trên áo này em. Thì dùng cái này. Tiếp theo, đây cũng là một trong những giải quyết về mặt gì? Không gian. Đặt chữ khó lên quá, đặt miếng đen vào cho tôi. Đặt nội dung ở giữa. Có thể là 2023 được như này không? Được đúng không? Rồi tiếp theo, phông chữ của chúng ta cũng có thể thay đổi, tạo ra một phông chữ ấn tượng. Tất nhiên, nó sẽ không mới với những người cùng thiết kế với nhau. Nhưng nó lại cực kỳ mới với những người gì? Không phải là thiết kế. Đó là khách hàng của chúng ta đây. À, cái phông chữ này có thể làm ra phong cách là thuốc đau đầu được không em? Em nhìn thấy thuốc đau đầu chưa? Người ta cũng làm phong cách này luôn nhưng người ta làm bằng ảnh thật cơ. Bởi vì tôi xem một cái phiên bản quảng cáo của một người đau đầu rồi, cũng làm phong cách đấy. Đây là một tiếp theo một phong cách nữa, hình tròn.
Em có thấy không? Nếu trong trường hợp này, nếu em áp dụng bất động sản, em có thể chọn ba cái miếng ở phía trên, ví dụ 1, 2, 3 này là một tòa nhà, còn dưới là gì? Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp chẳng hạn nhé. Có được không? Tiếp theo, đây là một quyển thôi. Nhìn thấy chưa? Cũng là một chữ giảm giá nhưng bắt đầu nó có sự cách điệu và thay đổi đi cho các bạn. Có thể đặt theo chiều dọc được không ạ? Và chữ thì nhất thiết là chúng ta không nhất thiết phải là phải xa nhau để mới nhìn được chữ, mà chúng ta có thể ghép nối lại với nhau, người ta vẫn đọc được. Đây là một phong cách cũng dành cho những người lười. Nhìn thấy không? Giống phong cách của thằng đàn ông vừa rồi không? Nhưng nó cũng đơn giản thôi. Và cái này có thể áp dụng cho các bạn bán trên Shopee được. Nha, bán trên Shopee, các bạn bán trên fanpage được. Nhưng nếu mà để muốn làm một cái banner hay gì đó thì không phải. Cái banner mà để theo cách mà kiểu mong muốn hiện tại bây giờ mà là kiểu làm trau chuốt bắt mắt hơn thì chưa chắc đã hợp với một số cái thể loại khách hàng đâu ạ. Nên cái này cũng gọi là một phong cách thôi. Nha. Nhưng em có thấy rằng ở đây nó sẽ có gì? Chữ to, chữ bé, nội dung. Đây cũng là một loại chương trình về giảm giá bán hàng. Đấy các bạn có thể bán hàng nhiều ạ. Chữ tôi có thể đặt hình vuông. Tiếp theo. Màu đẹp không? Và ở đây nó có một cái phong cách cho các bạn là thật và giả. Có nghĩa là ô tô thì là thật nhá. Còn cái đường ở dưới của các bạn thì là giả. Thật và giả. Ảnh thật và ảnh vẽ nó khác nhau. Và chữ của chúng ta có thể nghiêng nhưng mà tiêu chí của nghiêng thì tất cả cái khác đều phải nghiêng theo. Nó phải có gì? Chữ to và bé, phải có kéo màu đỏ này, kéo xanh này, kéo trắng này đều có này. Nhìn thấy không ạ? Và nó làm ra cái phong cách chữ này nó đi liền với cái ô tô. Nhìn thấy cái ô tô chưa? Ô tô có màu như nào thì nó sẽ kéo lên như vậy cho các bạn. Và các bạn có thấy là nó rất là khéo léo là đặt chữ trong khoảng không màu đậm không ạ? Thì chữ nó mới bắt mắt được. Chứ đặt chỗ này mà là màu sáng này thì chưa chắc chỗ này nó ngon đâu ạ. Hiểu cái này chưa? Nên chính vậy trong cái quá trình về thiết kế của người đồ họa của chúng ta phải xác định khu vực nào là đậm và khu vực nào là sáng. Nhá, để đặt chữ người ta gọi là khu vực dành cho nó đấy ạ. Tiếp theo. Các bạn thấy không? Cũng là một phong cách nhưng phong cách này lại là một phong cách khác, dùng chữ của chúng ta có thể dùng nhảy. Tiếp theo, các bạn sẽ nhìn vào đây. Người ta sẽ tương phản cái phần chữ của chúng ta là đóng khung và trong khung và ngoài khung đấy. Chữ ngày đầu tiên là các bạn nhìn này chưa? Và đây nha. Và các bạn có thấy được không khí của Halloween không ạ? À, các bạn có thể vẽ mấy cái biểu tượng này, ví dụ cái mặt mặt trời như này, ví dụ bạn vẽ một cái cơ quan quả bí ngô xong con răng, ok cũng là một cách. Nhưng các bạn có thấy không? Bọn này nó rất khéo léo một cách là kéo màu, kéo màu, kéo màu, có nhìn thấy màu vàng không? Ok, và đây là tiêu chí của một cái logo, còn đây là thương hiệu của bạn thích vào thì bạn sẽ giảm giá cái gì đấy là tùy bạn nhá. Tiếp theo. Đấy, ví dụ thiết kế một cái poster này, cái này nó ứng dụng trong những cái trường đại học thôi, còn bên ngoài thì chưa chắc là đẹp. Bên ngoài nó thích khác cơ, nó phải nhìn thấy hình cơ. Rồi nhá, tiếp theo này. Bố cục hình vuông. Tất cả các thể loại này, nhìn này chưa? Cũng là một cách. Nhưng các bạn có thấy là đang chơi chữ không ạ? Giảm giá của chúng ta nét và mảng, dày đi với mỏng, hiểu cái này chưa? Có nghĩa là từ trên cái phiên bản này nhá, nếu các bạn làm hồ sơ, muốn làm hồ sơ đấy thì copy cái khung này làm thiết kế về chữ, sau đó lấy một nội dung tư liệu ảnh đưa vào, thì sau đó bạn sẽ hoàn thành ra một cái ví dụ thiết kế poster, thiết kế standee, thiết kế banner, poster gì đấy, thì có phải chúng ta sẽ lưu vào không ạ? Nhưng các bạn có thấy chữ của bạn bắt đầu sáng tạo hơn. Và tôi đảm bảo cho bạn biết, bạn làm tất cả thể loại này, bạn đưa lên trên thị trường thì có rất nhiều người, ôi bạn này bạn làm chữ sáng tạo nhờ. Nhưng mà đâu có biết rằng là chúng ta cũng phải được đi học ạ. Sự sáng tạo là sự học hỏi, nó bắt đầu từ cách nhìn. Các bạn có đồng ý tôi không ạ? Không nhìn còn đâu biết. Bảo em tự sáng tạo á, ừ mới nhưng mà lại không ứng dụng được. Hiểu cái này chưa? Rồi đây là một loại về hiệu ứng chữ. Nhìn không? Các bạn có nhìn thấy cái chữ này nó động không? Vậy thì có phải là khi mà chúng ta dùng các ngôn ngữ về hình thể nhá, là C ra C vào lên trên xuống dưới nó sẽ tạo ra sự gì? Không phải tĩnh nữa mà là động. Bạn muốn động không? Vậy thì động cái này thì background nó phải ở dưới, nó phải làm sao? Tĩnh là một màu thôi. Hiểu cái này không ạ?
Chứ ở dưới mà lại có nhiều bạn là tham lại chọn vào vần tà vần background đẹp nhưng đặt vào đây thì chắc chắn chữ này chết là cái chắc. Hiểu cái này không ạ? Và có rất nhiều người khi làm về hiệu ứng chữ, vậy thì bạn có kỹ thuật nha. Bây giờ xét đến kỹ thuật, bạn có làm ra chữ này được không? Đấy, hỏi đấy, đây là câu chuyện là hỏi về năng lực của mình đấy. Em làm được hiệu ứng này không? Thầy ơi, cái này em không làm. Vậy là toi rồi. Bây giờ tôi được hỏi bạn đã đến một công ty mà người ta chuyên gia đồ chữ, vẽ một cái hình chữ để người ta vẽ lại cái đấy để bán trên thị trường quốc tế của áo chẳng hạn. Bảo em làm cho tôi hiệu ứng này, bảo thầy em không làm được. Thế thôi nghỉ luôn gì nữa, ai thuê? Tiếp theo, nhìn này chưa? Em có thấy không? Nếu mà đã là ngăn nắp gọn gàng thì gọn gàng hết. Em có nhìn thấy chữ họp thay cho việc đặt ngang thì tại sao nó lại đặt dưới đây? Cũng là một giải pháp. Thầy cũng nói cho bạn biết là có những phong cách cực kỳ hợp với nước ngoài, nhưng có những phong cách không hợp Việt Nam đâu. Nhìn thấy chưa? Đây chỉ là sắp xếp bố cục thôi. Và hôm nay chúng ta tại trên có tròn thì dưới cũng phải có tròn, đúng không ạ? Tiếp theo, bố cục tam giác là một trong những bố cục khó dùng nhất. Bố cục này khó dùng đấy, bởi vì khi dùng xong bạn muốn đặt chữ vào, bạn muốn đặt vào, vậy thì cái sản phẩm nào phù hợp, ví dụ bạn quảng cáo cho son môi thì cái này có thể ok được, nhưng tôi đảm bảo cho bạn biết làm về thời trang không bao giờ làm được cái này luôn. Lý do tại sao ạ? Thời trang nó cả một cái miếng dài từ trên xuống dưới, nó phải là cả người cơ thì nó mới đẹp đúng không? Vậy tam giác bạn có thấy nó bị khuyết thiếu hai bên không ạ? Nên cái việc mà trình bày được góc view của sản phẩm là gần như ít, và chắc chắn cái này nó chỉ hợp với gì, son môi, thậm chí cùng lắm lại đến gì nước hoa, chứ không phải là cái gì cũng áp dụng được. Nên bố cục nó phải phù hợp với ngành nghề và sản phẩm, hiểu cái này chưa? Và tất nhiên có chính phụ nhá, nhìn nào, cái này là ngẫu hứng về màu thôi. Và các bạn thấy là nhiều cái poster nước ngoài người ta làm cho cái này màu đẹp là chơi. Tiếp theo, đặt chữ. Đấy, vừa rồi cái thằng đàn ông vừa có thì bây giờ là phụ nữ đấy. Phong cách này không phải dễ dùng và cũng không phải là được áp dụng nhiều trên thị trường Việt Nam được. Có thể phim được nhưng mà những cái khác chưa chắc là được. Và ở đây chúng ta nói những cái phần này đó là nội dung về hướng và tâm, cũng như là cái sản phẩm của các bạn ấy. Ví dụ có nhiều người là sản phẩm bên tay phải nhưng mặt lại đánh sang trái là sai nhá. Là phải tìm cái cô người mẫu để phải hướng vào cái sản phẩm, đưa tay vào sản phẩm để làm sao đưa cái cách nhìn của người dùng vào cái vị trí mình mong muốn. Các bạn hiểu cái này chưa? Nên khi làm về quảng cáo sản phẩm buộc là phải làm sao? Phải có hướng của nội dung của chúng ta. Cái này quen rồi đúng không? Nguyên tắc làm chữ thì cứ làm cái này thẳng hàng lên, sau đó thì quét qua tổng quan toàn bộ xong xô lệch lên trên cả chữ cả hình thì mới được cái này. Hiểu cái này không? Tiếp theo, chính phụ. Tiếp theo, hình tròn có to vừa và bé. Nó phải có gì tổng quan, phần thứ hai nó phải có trích đoạn. Hiểu không ạ? Ví dụ đi massage, chúng ta sẽ có đầu tiên là xoa bóp thường. Sau đó để cho chườm đá. Đấy, chườm đá, nhìn chưa? Xong rồi bôi kem. Đấy, ví dụ đấy. Không biết trong số chúng ta là ai đi massage, nhưng massage cực kỳ thích đấy. Món tội là đầu tiên bóp thì hơi đau thôi. Kêu em bé. Tôi cũng đi massage lần này bị bóp kêu em bé luôn. Nhưng về sau này cho chườm đá thích. Ôi giác ơi. Sướng luôn. Thề các bạn thích lắm. Nếu mà chúng ta mà có điều kiện mà đi massage được, nói thật là cái sức khỏe của bạn sẽ lên rất là nhiều. Bởi vì cái người mà làm massage ấy, họ rất là giỏi về huyệt. Ví dụ các bạn biết đau cổ không? Là do là cổ chúng ta cứ đứng một chỗ này, đặc biệt những cái bạn thiết kế này hoặc là lập trình ấy hay đứng một chỗ này, là cái máu lưu thông não nó kém, nên là cái dây chỗ này này nó sẽ bị làm sao, nó bị cứng ra, nên là thường thường chúng ta bị đau cổ này chuyện bình thường, nên nó sẽ có phương pháp làm cho nó giãn ra nha. Còn đây là một thể loại mà người ta cũng hay dùng, em nhìn lên chưa? Chữ bố cục em thấy có sáng tạo không? Có nghĩa là đây là những cái hình thù người ta mang tính chất là sau khi người ta làm về nhãn mác cho một cái cốc,
Và khi khách hàng người ta chụp, người ta uống xong thì người ta chụp ảnh cái đó để người ta làm chủ động, ôi trông buồn cười nha, và cái sự buồn cười đấy để khiến cho người ta có thể nhớ lâu hơn, đúng không em? Ô, tại sao cho cái chỗ này nó lại có cái cốc này à? Vậy thì nhớ đến cái nụ cười này sẽ nhớ đến cái gì, cái thương hiệu của người ta đang làm. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Thậm chí là người ta cho cái mõm con chó vào đấy cũng được, đúng không? Nhưng mà cái vấn đề là tôi làm truyền thông thì tôi đưa ra một cái tín hiệu, và cái tín hiệu đấy bạn thấy là ô hay nhờ, cái buồn cười nhờ, đúng không ạ? Thế là được rồi. Và cái cốc nhá, các bạn nhìn này, có những cái cốc này nhá, người ta còn nói là một cái truyền thông bằng cách làm sao không xả rác. Có nghe bình thường các bạn uống các bạn hay vứt vào thùng rác không? Bây giờ không xả rác, nó sẽ đưa cho bạn là sau khi bạn mua đến cốc thứ hai, tôi sẽ tặng bạn một bộ đèn, và nó có một cái video hướng dẫn các bạn là biến cái cốc này trở thành cái đèn. Các bạn hiểu cái đấy chưa? Vậy tự nhiên nó có giá trị không? Đấy, cái vấn đề là nhiều người người ta làm, người ta nghĩ. Và cái này có nhiều người người ta có thể nắp thành bánh xe được không ạ? Để làm đồ chơi cho trẻ con được không ạ? Hay biến cái này trở thành con rùa được không ạ? Đấy nhá, có nghĩa là mình tư duy rất nhiều kiểu khác nhau để làm sao cho cái sản phẩm của bạn sống trong nhà người khác. Hiểu cái đấy chưa? Ví dụ bán cho bà mẹ nhưng mà uống xong cái cốc này tặng thêm mấy cái núm chai để nó nắp trở thành một cái ô tô nha, nắp ô tô, sau đó người ta tặng thêm một cái miếng dán của một cái con siêu nhân hoặc là Elsa, Elsa rồi đấy, đúng không? Về nắp vào tặng cho bé gái thích quá thì có vẻ lúc nào cũng nhìn thấy thương hiệu của cái cốc cà phê đấy, không em? Được chưa? Đấy là lý do tại sao mà người ta nghĩ là đủ trò để nó sống được lâu trong thương hiệu đấy. Tiếp theo các bạn nhìn đâu ạ? Em có thấy cái background cho một cái card visit như này chưa? À, chúng ta cứ nghĩ rằng là làm một cái card visit là chỉ một cái hình chữ nhật, xong rồi nó có logo, xong cái địa chỉ điện thoại. Nhưng các bạn có thấy là trông này nó yểu điệu không? Trông nó điệu đà không? Và nó có tính chất trang trí, và bạn phải là người làm ra những thứ có tính chất trang trí. Đặc biệt bạn làm cho spa, bạn làm cho làm đẹp, bạn làm cho mỹ phẩm là bạn phải làm cái này. Có đúng không? Còn nếu mà bạn làm một công ty máy tính thì cái sự máy tính nó phải là cái gì? Vi mạch. Trong lớp mình có bạn làm về máy tính vừa rồi chuẩn bị làm cái đồ án vừa rồi đấy, đúng không? Nhớ không nhầm mày đang ngồi đằng sau nhung ấy, đúng chưa? Vẽ cái logo có rất nhiều vi mạch, chưa biết đâu, kiểu 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 công nghệ, công nghệ vi mạch thì mới cái gì. Tiếp theo nhìn thấy chưa, nhìn này, bố cục quen không, bố cục quen không? Áo đỏ, gạch chéo màu đỏ, sau đó thì sẽ có biểu tượng gì, chữ bên tay phải. Đây là những cái bố cục cực kỳ thông dụng, và ít nhất khi mà mình làm thiết kế thì mình phải làm được cái điều này. Vậy thì kỹ thuật các bạn làm được không? Ví dụ trong inox thì có phải cái này một miếng, cái này một miếng, cái này một miếng không ạ? Và cho nó chui vào thì tất cả những miếng này rời nhau phải là dùng can chôn 8, sau đó cho ảnh chui vào đấy. Các bạn có thấy vừa rồi thầy vừa đang đọc bản vẽ thằng khác không? Dễ không mà. Và các bạn có thấy là ở bên tay phải của chúng ta này, nhìn này, nếu xếp dạng nhiều chữ lộn xộn, trên thì nhiều chữ chưa, dưới cũng có chữ đúng không, thì người ta thiên về phim gạch ngang này. Hãy gạch ngang phân cách giữa cụm chữ với nhau thì nó sẽ tạo sự ngăn nắp cho thiết kế của các bạn nhé. Đây là một trong những giải pháp nó có thật rồi. Tiếp theo đây ạ, tôi sẽ đi đến cái phần dưới là cái này đây, các bạn nhìn không, cái này có thể làm cho vé xem phim, biết vé xem phim không? Cứ cuống xem phim có thể làm theo kiểu hình thức như thế này. 70%. Nhìn đây, hình liên quan không? Cái việc thay cho việc hình tròn vào thì tại sao dùng lục giác thì cái hình kia cũng phải dùng lục giác chưa? Nhìn này không? Tiếp theo. Bố cục này quen chưa? Tôi cũng đã từng làm những cái bố cục như này rồi. Mình đi xem nhiều thì mình nạp vào đầu mình mà. Đúng chưa? Và kết quả cuối cùng tất cả việc xếp bố cục chữ hay không nó đều tuân thủ theo một hình chữ nhật hay là hình vuông gì đó. Các bạn có thấy nó xếp hình vuông không? Rồi bố cục. Thấy nhá, quảng cáo như này cũng được không? Loa đài rất là được luôn. Quảng cáo như này được không? Cái chữ Sanle của em bây giờ người ta làm kiểu này được không? Ấy, Tây Ân. Mình đã bao giờ vẽ này chưa? Đặt ra câu hỏi tôi hỏi bạn, các bạn đã bao giờ vẽ cái chữ này như này chưa? À, thì hôm nay nhìn thấy nó thì ngày lần sau chúng ta bạo dạn chúng ta làm được không ạ? Ok, tiếp theo. Chữ này có rất nhiều tên làm ở trên mạng rồi. Nên là thằng nào cứ đi copy trên mạng rồi biết. Bởi vì tôi cũng đào nát hết trên cái chỗ đấy rồi. Các bạn có nhìn cái nào ạ? Căn giữa.
bố cục này chỉ là biến đổi về hình chữ hình vuông thôi. Sau đó tạo điểm nhấn ở giữa nó chính là cái gì? Logo. Còn tất cả những góc độ là nó sẽ có cách làm việc cà phê cái gì đó tùy các bạn. Nhìn chưa? Cách dùng chữ nha. Quen chưa? Có tí vàng kéo vào. Nhìn ra tạo hình. Đấy, cái này làm cho ngày gì đấy ạ? Tôi hỏi bạn cái này nếu mà làm cho ngày gì ạ? Đề tài. Vậy thì sắp đến cái ngày đó rồi thì mình có làm được kiểu này không? Đúng không? Rõ ràng nhá, đúng không ạ? Tiếp theo. Các bạn có thấy này, lúc này sau khi dùng xong chúng ta mới rút ra kinh nghiệm là màu tím rất là dễ đi hợp với màu vàng không ạ? Bạn cứ xem màu tím đi với màu vàng được. Xem nhiều sản phẩm rồi thì mình mới rút được kinh nghiệm màu tím đi với màu vàng, màu xanh đi với màu trắng chẳng hạn như vậy. Tiếp theo. Nhìn thấy không? Đây là cả bộ của việc quảng cáo Google đấy em. Em có thấy nó đồng bộ không? Rồi làm cho trẻ con. Nét mảng, chất liệu và không chất liệu. Nhìn thấy chưa? Có làm được cái này không? Đấy, tôi đã từng làm một cái kiểu này rồi. Có thể làm được kiểu này không? Mặt nạ qua Photoshop có thể làm kiểu này được. Đây là một trong những giải pháp vì khoảng không ít nhưng muốn trình bày nhiều ảnh thì mới dùng kiểu này. Đấy. Chui ra chui vào các kiểu. Đúng chưa? Đồng bộ là phải có rồi. Đấy nhá, vừa rồi thì thầy đây, các bạn có nhìn thấy cái này sáng tạo không? Trong cái túi em. Cái túi này liên quan đến túi đựng bánh hay túi cái gì đây, nhìn thấy chưa? Đấy nhá, spa của người ta có thể làm như này. Đó, vậy thì từ cái phương án như thế này, các bạn nhớ nhá. Các bạn nhìn thấy nhiều nhá, cực kỳ nhiều. Nhiều kinh khủng luôn. Vậy thì các bạn phải chọn chủ đề cho thầy, đó là các bạn có thể làm cho nha khoa, các bạn nhìn nhá. Ok, với cái bài vừa rồi thầy vừa nói chuyện xong cho các bạn thì các bạn hãy chọn cho thầy theo từng chủ đề: nha khoa, đồ gia dụng, mỹ phẩm, thời trang, đồng hồ, điện thoại, màn hình TV. Các bạn hiểu cái này chưa? Các bạn làm cho máy tính nha. Sau đó các bạn lên phương án chữ cho thầy, sau đó để các bạn làm cho thầy một cái thiết kế về quảng cáo truyền thông cho nó. Okay.